Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay sẽ quay cho các bác một hiện tượng cực kỳ lạ lùng nha. Nó không có trên ảnh ghép đâu nha. Đấy, các bạn thấy gì chưa? Con cua đá nó đang hút hút thuốc lá đấy. Con cua đang hút thuốc lá nha các bác nha. Anh nhớ không có gỏ về cái đùa nó cho ăn này hả? Cho hùng mai chờ này. Cận cảnh cua đang hút thuốc nha các bạn nha. Đấy, nó đang cầm điếu thuốc kìa. Hút dở kìa. Đỉnh chưa? Tưởng đùa như thật luôn. Cua chà bá luôn các bạn ạ. Xem nào. Làm trò gì đây? Hút đi, hút đi, hút thử xem nào. Đốt thuốc chơi này rất là tình cờ bắt gặp được nó đang hút thuốc các bạn ạ. Đây là cua đá nha các bạn nha, cua rừng nha. Rất là to luôn, to hơn cua đồng rất là nhiều, to bằng bàn tay luôn. Cô cầm điếu thuốc đi hút chơi. Xung quanh bây giờ này còn được con nào không? Tha điều thuốc đi đâu vậy? Em ta thấy sáng quá, hắn ta tha điều thuốc đi đâu luôn rồi. Vậy đã chưa? Nào ra đây. Đây là em. Đây ở chỗ này có con, có loài cá này nhé các bạn nhé. Đây để tôi kiếm ra xem. Đây, đây là cá trạch nha các bạn nhé. Chạch thế này. Đấy. Cá chạch đêm nhá. Đêm nó mới mò ra nhá. Đây có một hang ổ của nó đây. Đây có một con này. Chạch nha. Đây, ở trên này còn có một con nữa. Đấy, để tôi soi. Đấy, các bác nhìn nha. Con nữa đây nha. Cua đá nha. Nhìn từ sáng quá nó sợ. Đây, hang của nó đây. Hang rất là hiểm luôn. Nào, xem con này xem nào. Mày còn đang hút khốc chơi ở đây hả? Thử động các bạn thử xem. Ui, chạy nhanh vậy. Vẫn chạy, vẫn cầm theo điếu thuốc các bạn ạ. Nó chạy rồi vẫn cầm theo điếu thuốc. Còn cười chưa? Nhìn nhịp trêu nó kìa. Trêu nó chơi con cua này, cẩn thận mẹ nó kẹp mẹ đứt tay như chơi. Đây này, nó đang khò cái càng kia lên này, đang chuẩn bị phang. Chiêu cua. Xem bên cạnh này còn có con nào nữa không? Rồi chiều nó đến đây thôi, hôm nào mình sẽ làm clip đi bắt mấy con này về cho các bạn xem nha. Xong làm thịt luôn. Đấy, ăn cá này nữa. Đấy, chào tạm biệt tất cả các bạn nha.